Xin chào các bạn đã trở lại với iCamera. Hôm nay iCamera sẽ giới thiệu đến các bạn các loại filter dành cho ống kính máy ảnh. Trên tay tôi đang cầm là một chiếc filter UV dành cho ống kính máy ảnh có đường kính là 77mm, rất phù hợp để các bạn có thể sử dụng với ống kính 24-70-2.8. Cũng có nhiều các kích cỡ khác để các bạn có thể lựa chọn cho các ống kính làm sao cho phù hợp, ví dụ như 49mm, 55mm, 58mm, 62mm hay là 67mm. Như các bạn đã biết thì những ống kính UV này sẽ giúp cho ống kính của bạn cản các tia cực tím mà mắt thường không thấy được trong ảnh, cũng như là gây ảnh hưởng đến ảnh của bạn. Ngoài ra thì kính UV này cũng sẽ giúp loại bỏ các hiện tượng bụi mờ hoặc là trầy xước và bị đọng nước. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là đặt mua sản phẩm, các bạn có thể truy cập website icamera.vn hoặc liên hệ với đường dây hotline của chúng tôi